Phương Trinh rất vui được gặp lại quý vị cùng các bạn trong khung giờ quen thuộc của chương trình Đồng hành Hàn Việt 7 giờ sáng thứ năm ở kênh HTV7. Xin kính chào quý khán giả. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay đã là ngày 30 Tết âm lịch, ngày cuối cùng của năm Canh Tý. Và vào lúc này thì có lẽ nhiều gia đình trong chúng ta đã hoàn tất việc mua sắm, chuẩn bị Tết, chỉ còn chờ đợi giây phút chuyển giao từ năm cũ sang năm mới. Đến với chương trình Đồng hành Hàn Việt kỳ này, chúng tôi xin được phép dành thời lượng để mời quý khán giả cùng với những người thực hiện chương trình điểm lại một năm đầy thăng trầm của các doanh nghiệp Việt. Mặc dù có không ít thử thách, nhưng cũng đã không ngừng tìm tòi cố gắng để vượt qua. Dĩ nhiên là với sự ủng hộ từ người tiêu dùng trong nước. Năm 2020 là một năm rất nhiều thăng trầm đối với các nền kinh tế trên thế giới và Việt Nam cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên, nếu như nền kinh tế toàn cầu suy thoái nặng nề do đại dịch Covid-19, thì Việt Nam may mắn nằm trong số ít quốc gia vẫn có tăng trưởng về tổng sản phẩm quốc nội với mức tăng khoảng 3%. Tuy thấp hơn nhiều so với những năm trước, nhưng có ý nghĩa quan trọng để thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2021-2025. Thưa quý vị và các bạn, mặc dù năm 2020 có khá nhiều sự kiện không khả quan cho nền kinh tế Việt, ví dụ như là số lượng doanh nghiệp giải thể tăng mạnh, làm cho chúng ta không đạt được mục tiêu có ít nhất 1 triệu doanh nghiệp, hay là nguồn thu của ngành du lịch cũng như hàng không sụt giảm mạnh đến 80%. Tuy vậy, bên cạnh đó vẫn có những ngành đạt được tăng trưởng tốt. Và cụ thể như thế nào, chúng tôi xin mời quý khán giả cùng theo dõi ngay sau đây, thông qua một số ấn tượng Hàn Việt trong năm 2020. Trong bối cảnh dịch Covid-19, dù chuỗi cung ứng toàn cầu bị đứt gãy, xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam vẫn đạt mức cao, đưa xuất siêu đạt mức kỷ lục với con số ước tính 20 tỷ đô la. Năm 2020, Việt Nam có tới 31 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ đô la, chiếm 92% tổng kim ngạch xuất khẩu. Trong đó có 6 mặt hàng xuất khẩu trên 10 tỷ đô la, bao gồm điện thoại và linh kiện, điện tử, máy tính và linh kiện, dệt may, máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng, giày dép, gỗ và sản phẩm gỗ. Riêng 6 mặt hàng này đã chiếm khoảng 65% tổng kim ngạch xuất khẩu, đóng góp tích cực vào việc xuất siêu của cả nước. Nhóm mặt hàng chế biến chế tạo tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu xuất khẩu khi chiếm 90,1%, đồng thời cũng là nhóm có tốc độ tăng trưởng cao nhất, tăng 5,6%. Ở lĩnh vực nông lâm thủy sản, theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, xuất khẩu nông lâm thủy sản của Việt Nam đang đứng thứ 2 Đông Nam Á, thứ 15 thế giới và hiện có mặt ở trên 196 quốc gia. Năm 2020, các mặt hàng đồ gỗ và lâm sản, thủy sản, cà phê, rau quả, hạt điều, gạo tiếp tục là những mặt hàng đạt giá trị trên 1 tỷ đô la. Thậm chí, có 6 mặt hàng đạt trên 2 tỷ đô la. Trong đó, gạo là điểm sáng của các mặt hàng nông sản khi tăng trưởng mạnh về giá trị xuất khẩu trong năm 2020. Đặc biệt, giá gạo đã đánh dấu mức tăng lịch sử trong khoảng một thập kỷ của mặt hàng này. Thì chúng ta thấy có những điểm sáng sao đây? Nhất là điểm sáng về giá. Giá chúng ta lâu lắm rồi chúng ta mới cao hơn, thực thi giới trả cao hơn cả Thái Lan. Khi mà gia nhập Liên minh châu Âu thì cái tiêu chuẩn cao của thị trường chúng ta chấp nhận được. Có nghĩa là chúng ta được chấp nhận ở những cái tiêu chuẩn rất là cao đối với sản phẩm gạo. Thứ ba nữa là chúng ta thấy một cái điểm sáng nữa là hơn 100 mấy chục doanh nghiệp mà xuất khẩu gạo của Việt Nam hiện nay họ có một chiến lược về thị trường rất là rõ ràng. Đặc biệt đó là họ xây dựng từ cái gốc là góc của chiến lược về đầu tư sản phẩm giống rồi xây dựng CO, xây dựng những cái tiêu chuẩn để đáp ứng được thị trường thế giới. Cũng nằm trong số những mặt hàng xuất khẩu chủ lực của ngành nông nghiệp, gỗ và lâm sản của Việt Nam dự kiến đạt giá trị xuất khẩu là 13 tỷ đô la, cao hơn so với mức 11,3 tỷ đô la đạt được vào năm 2019. Bước sang năm 2021, ngành xuất khẩu gỗ và lâm sản phấn đấu đạt giá trị xuất khẩu 14,5 tỷ đô la. Tăng khoảng 12% so với năm 2020. Ở mặt hàng cà phê, năm 2020 xuất khẩu giảm cả về lượng và trị giá so với năm 2019. Tuy nhiên, đây vẫn là mặt hàng thuộc nhóm xuất khẩu trên 2 tỷ đô la của Việt Nam. Theo một doanh nghiệp chuyên xuất khẩu cà phê tại Bình Dương, năm 2020, cà phê do doanh nghiệp cung cấp vẫn xuất khẩu đi 43 quốc gia thuộc các thị trường châu Âu, châu Á và châu Mỹ, với tổng sản lượng là 43.000 tấn, tăng 13.000 tấn so với năm 2019. Chúng tôi luôn luôn liên kết với các hộ nông dân để tạo ra sản phẩm cà phê như cà phê UTZ, cà phê 4C, tức là cà phê sạch, truy nguyên mùi gốc, 100% cung cấp loại cà phê Jubita. Hiện tại thì chúng tôi đã cung cấp được cho 43 quốc gia, các thị trường chủ lực như Nhật Bản và Mỹ, Canada và Đức. Hiện tại sản lượng chúng tôi đến năm 2020
này chúng tôi đã xuất ra được 45.000 tấn. Chúng tôi sẽ tiếp tục phát triển cái chuỗi cà phê sạch với tất cả các hộ nông dân, không những một tỉnh, và phát triển thêm nhiều tỉnh có vùng cà phê trọng điểm, và sẽ tiếp tục tìm kiếm các thị trường mới. Ở lĩnh vực sản xuất công nghiệp, những tháng cuối năm có sự phục hồi rõ nét và đạt mức tăng khoảng 4% trong năm 2020, tạo nền tảng vững chắc cho sự phục hồi của ngành sản xuất công nghiệp vào năm 2021. Thặng dư thương mại cũng xác lập kỷ lục mới trong năm vừa qua khi đạt mức 20 tỷ đô la. Đây là kết quả đáng ghi nhận của hoạt động xuất khẩu Việt Nam trong bối cảnh xuất khẩu của nhiều nước tiếp tục giảm hoặc tăng trưởng chậm lại. Tại thị trường nội địa, hoạt động bán lẻ hàng hóa và dịch vụ phục hồi nhờ nhu cầu tiêu dùng hàng hóa trong nước tăng khá trong mùa mua sắm cuối năm. Thị trường bán lẻ cũng thay đổi dần từ kênh bán hàng truyền thống và hiện đại sang kênh bán hàng trực tuyến. Các doanh nghiệp linh hoạt thích ứng với sự thay đổi về hành vi mua sắm và thị hiếu của người tiêu dùng. Trong đó, hình thức mua sắm trực tuyến ngày càng được ưa chuộng. Một số ngành hàng tăng mạnh trong năm vừa qua có thể kể đến như đồ dùng, dụng cụ, thiết bị gia đình tăng 15,5%, hàng may mặc tăng 14,5%, gỗ và vật liệu xây dựng tăng 13%, vật phẩm văn hóa giáo dục tăng 12,5%, lương thực thực phẩm tăng 12,4%, xăng dầu các loại tăng 11,9%. Trong nhiều thập kỷ qua, kinh tế Việt Nam vẫn đạt mức tăng trưởng nhất định. Điều này cũng tạo triển vọng tích cực cho kinh tế Việt Nam có khả năng đạt mức tăng trưởng khoảng 6,8% vào năm 2021 và sẽ ổn định quanh mức 6,5% các năm tiếp theo. Trong năm 2020, ngành công nghệ, điện dân dụng là một trong những ngành chịu ảnh hưởng mạnh bởi Covid-19. Tuy nhiên, trong bối cảnh thị trường đầy thách thức, công ty điện tử thông minh TCL Việt Nam vẫn ghi nhận tốc độ tăng trưởng ổn định nhờ nắm bắt được sự thay đổi để hòa vào dòng chảy thị trường. Xuyên suốt nhiều năm qua, yếu tố gia đình, smart home được doanh nghiệp rất chú trọng, cụ thể là hệ sinh thái gồm các thiết bị gia đình được kết nối với nhau qua cửa sổ chính là TV. Năm 1999, cùng với định hướng kinh doanh toàn cầu hóa, tập đoàn TCL chính thức tham gia thị trường Việt Nam. Năm 2019, bắt đầu xây dựng cơ sở sản xuất tích hợp mới tại Bình Dương. Và cho đến nay, sản phẩm của doanh nghiệp đã xuất hiện ở hơn 160 quốc gia trên thế giới. Đại diện doanh nghiệp cho biết, trong năm 2021, đơn vị sẽ tiếp tục đẩy mạnh phát triển các sản phẩm thông minh. Máy giặt sẽ được hãng bổ sung tính năng sấy. Dòng sản phẩm máy lọc không khí cũng sẽ được ưu tiên phát triển để phục vụ nhu cầu bảo vệ sức khỏe. Đặc biệt, TV, dòng sản phẩm chủ lực, sẽ được đầu tư những công nghệ tiên tiến về cả hình ảnh lẫn âm thanh, kết hợp cùng Google để phát triển những tính năng tối ưu, trải nghiệm người dùng như điều khiển giọng nói, thực hiện cuộc gọi video cùng nhiều tính năng mới khác. Bước sang năm Tân Sửu 2021, công ty TCL đã đồng hành cùng với người tiêu dùng Việt Nam đã được 22 năm. Trước thềm năm mới, tôi xin đại diện công ty TCL xin cảm ơn tất cả quý khách hàng đã tin dùng sản phẩm của TCL trong thời gian qua. Trong năm 2021, công ty TCL sẽ tiếp tục cho ra mắt các sản phẩm điện tử, điện gia dụng cho hệ sinh thái nhà thông minh. Các thiết bị này có thể liên kết với nhau thông qua một thiết bị trung tâm, đó là chiếc TV. Qua đó, người tiêu dùng có thể điều khiển các thiết bị như TV, máy lạnh, máy giặt và các thiết bị khác thông qua giọng nói của chính bạn. Hy vọng các sản phẩm của TCL sẽ được sự đón nhận nhiệt tình của người tiêu dùng trong thời gian tới. Xin cảm ơn. Những năm gần đây, ngày càng nhiều doanh nghiệp ở các lĩnh vực như nông nghiệp, công nghệ cao, ngân hàng, y tế, vận tải, dịch vụ công, v.v. quan tâm đến ứng dụng blockchain nhằm tối ưu hóa kết quả trong sản xuất kinh doanh. Năm 2021, công ty cổ phần Việt Nam Blockchain tiếp tục phát triển giải pháp truy xuất nguồn gốc theo chuỗi giá trị, giúp theo dõi và chứng thực các thông tin về chuỗi cung ứng, từ quy trình sản xuất đến khâu sơ chế, đóng gói, vận chuyển, phân phối, siêu thị và bán lẻ tiêu dùng, đồng thời giúp số hóa và chứng thực các sản phẩm Made in Việt Nam để đáp ứng các tiêu chí miễn giảm thuế nhập khẩu của các Hiệp định Thương mại Tự do FTA mà Việt Nam mới gia nhập gần đây. Vừa qua, doanh nghiệp cũng đã được trao chứng nhận top 10 nhãn hiệu danh tiếng và đạt danh hiệu CEO bản lĩnh hội nhập. Trước thềm năm mới, thay mặt cho công ty cổ phần Việt Nam Blockchain, tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các quý khách đã ủng hộ và đồng hành cùng công ty trong suốt thời gian vừa qua. Và nhân đây kính chúc quý vị một năm mới dồi dào sức khỏe, nhiều niềm vui và vạn sự như ý, thành công trong cuộc sống. Ở Việt Nam, chiếc võng được xem là một vật dụng sinh hoạt thân thuộc, một góc nhỏ để thư giãn giữa bộn bề của cuộc sống. Trong hơn 10 năm qua,
Võng Yên Tâm là một thương hiệu có độ bền sản phẩm được khá nhiều gia đình tin tưởng và nhiều người do đặc thù công việc luôn có chiếc võng như thế trong hành lý. Với hơn 500.000 chiếc võng các loại được sản xuất mỗi năm, sản phẩm không chỉ được phân phối ở thị trường nội địa mà còn được xuất khẩu sang nhiều nước trong khu vực. Thay mặt công ty Võng Yên Tâm, tôi xin chân thành cảm ơn đến các đối tác và quý khách hàng đã chọn sản phẩm của chúng tôi trong những năm vừa qua. Chúng tôi rất tự hào và ấm lòng khi rất nhiều gia đình người Việt Nam đã xem sản phẩm của chúng tôi là một phần không thể thiếu trong những sinh hoạt hàng ngày. Kính chúc các đối tác và quý khách hàng nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Những năm gần đây, thị trường mỹ phẩm Việt Nam khá sôi động với sự tham gia của nhiều doanh nghiệp nội địa. Các sản phẩm chăm sóc sắc đẹp với tiêu chí an toàn cũng được người tiêu dùng quan tâm nhiều hơn. Nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng, thương hiệu mỹ phẩm MQ Skin đã phối hợp với các hãng mỹ phẩm lớn của Hàn Quốc để chính thức sản xuất các dòng sản phẩm phục vụ cho thị trường Việt Nam như chăm sóc da mặt, chăm sóc da toàn thân và son môi tại nhà máy được doanh nghiệp đầu tư hàng trăm tỷ đồng. Đại diện phía công ty, chúng tôi xin chân thành gửi lời cảm ơn đến tất cả những khách hàng và cũng như là toàn thể hệ thống đã luôn tin tưởng và tin yêu dòng sản phẩm MQ Skin. Chính vì thế mà công ty đã xây dựng một nhà máy đạt chuẩn cGMP ASEAN. Và trong nhân dịp năm mới, tôi xin chúc cho tất cả hệ thống của tập đoàn MQ Group cũng như là hệ thống khách hàng có một cái mùa xuân yêu thương và an khang thịnh vượng. Một trong những dòng sản phẩm chăm sóc sức khỏe, sắc đẹp nhận được khá nhiều sự quan tâm của người tiêu dùng đó là sản phẩm có nguồn gốc từ thiên nhiên. Với nguồn nguyên liệu thuần Việt như gừng, cà phê, cần tây, gạo, dừa, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thiên Nhiên Việt đã sản xuất thành công nhiều dòng sản phẩm như cao gừng, cà phê xanh, cần tây collagen, dầu gội được thị trường đón nhận khá tốt. Bên cạnh việc đầu tư vào dây chuyền sản xuất hiện đại, doanh nghiệp cũng chú trọng đến việc lựa chọn vùng nguyên liệu đầu vào để đảm bảo chất lượng thành phẩm phân phối ra thị trường. Nhân dịp năm mới, công ty Thiên Nhiên Việt xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến tất cả những quý anh chị em khách hàng cũng như là quý đối tác gần xa. Trong những năm vừa qua đã luôn tin tưởng và sử dụng sản phẩm của công ty Thiên Nhiên Việt. Năm 2021, Thiên Nhiên Việt luôn mong muốn nhuộm xanh thế giới bằng tất cả những sản phẩm làm từ thiên nhiên của mình đến tay khách hàng tiêu dùng cũng như là mong muốn tìm thật nhiều đối tác trong và ngoài nước. Nhân dịp mừng xuân Tân Sửu 2021, công ty Thiên Nhiên Việt xin gửi lời chúc đến tất cả mọi người một năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý. Năm 2020, ngành hàng thực phẩm đã chứng kiến sự bứt phá của không ít đơn vị chuyên sản xuất mặt hàng truyền thống thân quen với khẩu vị của nhiều gia đình Việt. Câu chuyện của Tré Ông Chánh, trước đây là Tré Bà Đề ở 81 Hải Phòng, Đà Nẵng, là một điển hình cho sự cố gắng không ngừng để quảng bá sản phẩm đặc sản địa phương đến với người tiêu dùng trong và ngoài nước. Trước thềm năm mới Tân Sửu 2021, cơ sở này đã được chứng nhận OCOP 4 sao chuyên sản xuất đặc sản Đà Nẵng, bao gồm nem, chả, ớt sa tế, đặc biệt là tré làm từ thịt vai, mông, da cùng ba chỉ heo, phối trộn với riềng, mè và thính. OCOP là chương trình phát triển kinh tế khu vực nông thôn theo hướng phát huy nội lực của các đơn vị, vùng miền, hướng tới đáp ứng được tiêu chuẩn quốc tế. Đánh giá và xếp hạng sản phẩm theo OCOP gồm 5 hạng sao, trong đó 4 sao là sản phẩm đạt tiêu chuẩn, có thể nâng cấp để đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế. Đại diện Tré Ông Chánh cho biết, sản phẩm đảm bảo tiêu chí an toàn vệ sinh thực phẩm và không dùng chất bảo quản, nên người tiêu dùng yên tâm tiêu thụ hơn. Đặc biệt, số lượng đơn hàng cận Tết tăng vượt trội vì nhiều gia đình không chỉ dùng cho bữa cơm ngày xuân mà còn để biếu tặng. Ban đầu Tré chỉ là một món ăn đặc trưng của vùng đất Quảng Nam Đà Nẵng. Đến nay, nhờ sự phát triển của mạng lưới truyền thông và giao thông vận tải, những chiếc tré thơm phức, ngọt thịt, pha lẫn vị chua nhẹ, ngon mà không ngấy đã đi khắp bốn phương, phục vụ người tiêu dùng đam mê ẩm thực. Trong điều kiện kinh tế thế giới đang đối mặt với cú sốc lớn nhất toàn cầu trong nhiều thập kỷ qua, kinh tế Việt Nam vẫn đạt mức tăng trưởng nhất định. Điều này cũng tạo triển vọng tích cực cho kinh tế Việt Nam có khả năng đạt mức tăng trưởng khoảng 6,8% vào năm 2021 và sẽ ổn định quanh mức 6,5% các năm tiếp theo. Cuối năm 2020, khi Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam và Vương quốc Anh được ký kết, UKVFTA đã mở ra một sân chơi mới cho thị trường xuất khẩu hàng Việt. Và Hiệp định này cũng có ý nghĩa vô cùng to lớn đối với cán cân thương mại, quan hệ ngoại giao giữa hai quốc gia. Anh là thị trường lớn hàng thứ ba ở châu Âu của Việt Nam, chỉ xếp sau Đức và Hà Lan. UKVFTA chỉ là một trong số những Hiệp định Thương mại Tự do đã được ký kết trong thời gian qua. Năm 2020, việc một số hiệp định đã có hiệu lực đã mang đến cho doanh nghiệp Việt nhiều lợi thế về thuế khi xuất khẩu.
Trong đó thì hiệp định EVFTA giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu có hiệu lực từ ngày 1 tháng 8 năm 2020 đã mở ra những cơ hội và triển vọng to lớn, đưa Việt Nam trở thành đối tác hàng đầu của châu Âu trong ASEAN. EU cũng là đối tác thương mại lớn thứ tư, thị trường xuất khẩu thứ hai và là nhà đầu tư thứ năm của Việt Nam. Hiệp định này sẽ tiến tới loại bỏ thuế đối với 99% hàng hóa giao dịch giữa EU và Việt Nam. Ngược lại, việc kinh doanh tại Việt Nam cũng sẽ trở nên dễ dàng hơn với các doanh nghiệp châu Âu. Tiếp đó, giữa tháng 11 năm 2020, Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện khu vực RCEP chính thức được ký kết bao gồm 10 quốc gia ASEAN và 5 đối tác gồm Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc và New Zealand. Hiệp định được kỳ vọng sẽ tạo nên một thị trường thương mại tự do lớn nhất từ trước đến nay với quy mô khoảng 2,2 tỷ người tiêu dùng, tổng GDP 26.200 tỷ đô la, chiếm khoảng 30% GDP và gần 28% thương mại toàn cầu. Điểm khác biệt là RCEP tạo ra khuôn khổ để đơn giản hóa thủ tục hải quan và thiết lập quy tắc xuất xứ, tạo thuận lợi cho thương mại. Nhờ đó sẽ tạo cơ hội cho doanh nghiệp Việt Nam mở rộng thị trường, đẩy mạnh xuất khẩu, tham gia vào các chuỗi giá trị mới trong khu vực và tăng cường thu hút đầu tư nước ngoài. Đồng thời, việc cắt giảm thuế nhập khẩu sẽ mở ra cơ hội mới cho các sản phẩm từ các lĩnh vực nổi bật như viễn thông, công nghệ thông tin, dệt may, giày dép và nông nghiệp. Theo các hiệp định này, vấn đề sở hữu trí tuệ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ cũng được đặt ra ở mức cao, toàn diện, phạm vi các vấn đề điều chỉnh đa dạng hơn, nâng cao mức bảo hộ. Do đó, bên cạnh cơ hội, những tiêu chuẩn bảo hộ, thực thi quyền sở hữu trí tuệ cũng đặt ra không ít yêu cầu, thách thức đối với doanh nghiệp Việt Nam. Việc đăng ký đối với các đối tượng sở tuệ rất quan trọng. Chúng ta lưu ý, thứ nhất, chúng ta nên nghiên cứu thị trường trước, vì việc đăng ký ở trong nước có thể tốn ít chi phí, nhưng đăng ký ở các thị trường nước ngoài sẽ tốn nhiều hơn. Cái thứ hai là chúng ta phải tra cứu cái khả năng bảo hộ trước. Tra cứu giúp cho chúng ta định hướng về chiến lược về phát triển kinh doanh, định hướng về pháp lý, tức là đăng ký có được cấp hay không. Thứ ba là chúng ta nên lựa chọn cái hình thức, cái đối tượng đăng ký cho nó phù hợp. Khi nào thì đăng ký sáng chế, khi nào đăng ký nhãn hiệu, khi nào đăng ký kiểu dáng công nghiệp. Tìm hiểu những cái thông tin về thủ tục, trình tự, thời hạn, hồ sơ cần có, hay là liên hệ qua những tổ chức tư vấn như đại diện sở tuệ ở trong nước hay ngoài nước để chúng ta đi tiến hành các thủ tục cho đúng theo quy định. Và lưu ý với cả các doanh nghiệp là chúng ta có những hệ thống đăng ký quốc tế, chúng ta tận dụng những cái đấy bằng một đơn nộp tại một quốc gia thôi như Việt Nam chúng ta, và có thể chỉ định ra như rất nhiều quốc gia trên thế giới, thì chúng ta đỡ mất thời gian, đỡ mất tiền và tránh những thủ tục phiền hà không cần thiết. Việc ký kết và tham gia các FTA thế hệ mới có tác động lớn đến nền kinh tế Việt Nam khi góp phần mở rộng thị trường xuất nhập khẩu, giúp củng cố thị trường truyền thống, khơi thông nhiều thị trường tiềm năng trên cơ sở thúc đẩy quan hệ với các đối tác chiến lược kinh tế quan trọng. Dù vậy, để tận dụng được những lợi thế này, mỗi doanh nghiệp cũng cần không ngừng hoàn thiện để đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm theo yêu cầu chung của thị trường quốc tế. Quý khán giả, những nội dung vừa rồi cũng đã khép lại kỳ phát sóng cuối cùng của chương trình Đồng hành Hàn Việt trong năm Canh Tý. Thay mặt cho những người thực hiện chương trình, Phương Trinh xin kính gửi đến quý khán giả lời chúc an khang, thịnh vượng, may mắn, thành công, thật nhiều sức khỏe. Quý vị và các bạn có bất kỳ thông tin ý kiến nào mong muốn chia sẻ với chúng tôi, xin vui lòng liên hệ đến email bbt.đonghanhanviet@gmail.com, số điện thoại 028-2200-2714, 2200-2816. Chương trình Đồng hành Hàn Việt được sự phối hợp thực hiện giữa Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh và Công ty Cổ phần Truyền thông Long Việt, phát sóng lúc 7 giờ sáng thứ năm hàng tuần ở kênh HTV7, có thể xem lại thông qua kênh truyền thông longviet.com hoặc kênh YouTube Đồng hành Hàn Việt. Còn bây giờ, xin kính chào, hẹn gặp lại quý khán giả trong năm thật sự